Để tham gia vào chương trình, tham gia quét mã và bùng nổ, hãy mở ứng dụng nhà thầu 5 sao có trên máy. Vào phần quét mã, bấm xác nhận, sau đó hãy bấm vào các mã đã quét. Xác nhận tham gia. Anh em đã tích điểm thành công bằng cách quét mã QR. Sau đó, nếu chúng ta muốn sử dụng số điểm này để đổi quà tặng, hãy vào phần quà tặng và thực hiện đổi quà theo số điểm hiện có. Bạn có muốn đổi 10 điểm để nhận quà hay không? Nếu anh em đồng ý đổi món quà này với 10 điểm của mình, hãy bấm đồng ý và bấm đổi quà. Hãy nhập địa chỉ của mình vào. Như vậy là anh em đã thành công đổi quà một chiếc nón bảo hiểm trên ứng dụng nhà thầu 5 sao. Nếu anh em vẫn còn dư điểm trên ứng dụng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục đổi quà của mình. Bấm đồng ý và bấm địa chỉ. Xác nhận đổi quà. Chỉ bằng các thao tác quét mã cũng như là đổi quà rất đơn giản, anh em đã thành công tham gia quét mã quà bùng nổ. Anh em hãy nhanh tay quét mã và đổi những phần quà thật giá trị về cho mình nha.